Hi. chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga. Luffy tạo ra một cây gậy bóng chay và đôm đốp, đốp vào ngũ lão tinh. Rob Lucy chưa chết nhưng chả dám đứng dậy đánh tiếp vì ho he là rổ tiễn về thế giới bên kia ngay. Và đó là hai trong số những thông tin cực kỳ hot hit trong chap 1111. Đây tiếp tục là một chương truyện vô cùng hấp dẫn với những diễn biến gay cấn. Cụ thể, chap 1111 có những thông tin gì? Mời anh em cùng mình tìm hiểu qua video. Spoil on Peace 1111 cực hot, robot cổ, thức giấc, lời xin lỗi gửi tới Joyboy. Tại thời điểm mình thực hiện video thì tiêu đề chương chưa được tiết lộ, cho nên vào nội dung chính luôn nhé. Đầu tiên, chúng ta được thấy phân cảnh của một lão tinh đang cố gắng tấn công vào Labo, đó chính là Marcus Mars, lão sở hữu năng lực Ichimade. Như vậy, ông ta chịu trách nhiệm ngưng buổi livestream của tiến sĩ Vegapunk. Vào mái vòm thì sẽ đụng độ nhóm Nami. Dựa vào thực lực của các thành viên này thì không có cửa khi đứng trước trưởng lão. Dù vậy, nếu anh em có xem cái video hôm qua của mình thì sẽ biết Ichimade trong truyền thuyết từng bị đánh bại bởi một xạ thủ và nó là một yêu quái mang sức mạnh linh hồn. Như vậy, Usopp và Brook là hai người có tiềm năng đối phó được với Marcus bất chấp việc đó khó khăn. Tuy nhiên, đừng quên Usopp là một người thường ăn may trong mấy tình huống ngặt nghèo, cộng thêm đầu óc tinh danh, có thể anh chàng sẽ có cách giúp mọi người truyền được. Còn Brook, sau time skip thì ông mạnh lên rất nhiều, tuy nhiên không có cơ hội để thể hiện, thậm chí chả có đối thủ trực tiếp nào trong Aquano. Để so sánh thì Brook thuộc dạng tỉnh nhất cái băng mũ rơm luôn nhé cũng xem xem Zoro, Sanji về sự điềm tĩnh đấy, cho nên có thể ông sẽ cầm chân được Marcus như cách đã làm trước Big Mom chẳng hạn. Việc Oda cho một lão tinh trách vai nhóm Nami chứng tỏ tác giả muốn họ có tí đất diễn, chứ không lẽ để mấy thành viên này chạy qua chạy lại không làm gì, dẫu sao họ cũng thuộc tuyến nhân vật chính mà. Thông tin tiếp theo, trận chiến giữa Zoro và Lucy được xác nhận là kết thúc rồi, dù vậy anh báo chưa chết nhá, vẫn còn ý thức, có điều hắn chả dám ho he thêm, dường như tên này đã cảm nhận được sự tranh lệch khá lớn giữa hắn và Zoro, rồi có thể tung ra một nhát kiếm còn mạnh hơn thứ mà anh vừa làm. Nếu Lucy khiến đầu rêu tức giận thì tử thần sẽ đến rước hắn đi qua thế giới bên kia, lựa chọn im lặng là hợp lý, và điều này cũng đồng nghĩa Zoro có thể quay lại với Luffy trong thời gian gần nhất. Đơn giản vì anh đang nóng lòng tìm hiểu mấy khí tức Haki vừa xuất hiện, đẳng cấp của anh là đủ để cảm nhận được mấy kẻ kia nguy hiểm ra sao, cần nhanh chóng quay lại giúp đỡ cho Luffy. Cắt cảnh sang trận chiến trung tâm, Luffy vẫn đang chiến đấu với các lão tinh. Hồng Lam cự quỷ có hỏi lù một số điều về Nika, nhưng Luffy chả hiểu gì cả. Đúng rồi, hỏi ai không hỏi, hỏi não cao su thì chịu rồi anh em ơi. Lúc này, Wakuri tung ra một làn sóng Haki cực kỳ mạnh, điều đó khiến Luffy bất ngờ, hai người khổng lồ thì cố gắng chặn đòn tấn công của các trưởng lão. Trong khi đó, Luffy biến ra một cây gậy bóng chày để tấn công. Ok, qua chi tiết này thì chúng ta có thể thấy, ngụ lão của Haki bá vương anh em ạ, à. bởi vì làn sóng Haki có thể tấn công, nó chắc chắn là bá khí, thậm chí hai người khổng lồ còn phải chống đỡ đợt sóng Haki đó, tức là nó rất là mạnh luôn. Điều này vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Không bất ngờ vì họ mang cái danh là thần, thần khoa học, thần nông nghiệp vân vân, họ chỉ xếp sau im thôi chứ đang đứng trên tất cả. Như vậy việc họ có kỳ bá vương nó không khó hiểu, nhưng bất ngờ là giờ có thêm năm ông sở hữu khả năng này, phải chăng nó đang đại trà quá hay không? Đồng thời, họ vừa có kinh nghiệm, vừa có doan xị và giờ thêm luôn bá khí, thế thì mạnh quá, muốn hạ mỗi người trong số họ thì đến Yonko cũng chật vật. Vậy liệu khi bước vào một trận đánh sinh tử, Zoro, Sanji hay Jinbe trụ được bao lâu trước họ đây? Bởi ba nhân vật này vẫn còn non nếu so với Tứ Hoàng. Zoro là ổn nhất vì anh có Haki Bá Vương. Cách tốt nhất đối phó bá khí là dùng bá khí anh em ạ. À sẵn thì có thông tin từ anh em, One Piece sau chương này sẽ nghỉ liên tục 3 tuần nhé. Tức là phải cỡ 20 ngày nữa thì mới có chap 1112 để đọc. Nghe muốn xỉu ngang anh em ạ. Thôi, quay lại chương truyện. Bây giờ ta thấy một số thành viên băng mũ rơm đang cố gắng chạy về phía tàu của người khổng lồ. Trong khi đó, hải quân cố gắng an ủi Kizaru. Họ nói ông nên nằm nghỉ ngơi một tí. Như vậy, khỉ có vẻ muốn quay lại chiến trường ngay. Đàm lính lo cho ông nên khuyên nên nằm nghỉ thêm. Thật ra những cái mặt khó ưa vậy thôi, chứ thực chất, Kizaru là một trong những đô đốc được cấp dưới tôn trọng nhất nha anh em. Bởi vì lão chỉ có thành kiến với kẻ chống lại chính phủ thôi Còn khi cư xử với những người khác Thì ông rất nhẹ nhàng, lịch sự Nói chung Kizaru cứ nằm đấy đi Ông mà vào nữa thì thôi đổi mình Cho ông Akainu ra làm hải tặc đi, tìm One Piece trong một năm cho xong. Chơi trong sảnh đáng căng, Kizaru rất mạnh nếu ông ấy tham chiến nữa thì toang. Thông tin cuối cùng, ở khung tranh cuối, robot khổng lồ đã hoàn toàn tỉnh dậy và điều hay ho ở đây là gì? Là chú robot này có suy nghĩ luôn anh em ơi, không phải cỗ máy vô tri đâu. Chả lẽ Vương quốc cổ đã chế tạo ra trí tuệ nhân tạo rồi dùng nó điều khiển cơ thể robot, tức là mỗi robot sẽ phát triển tính cách, kiến thức và suy nghĩ riêng nhờ một AI thô sơ được gắn vào từ đầu. Và ngay khi tỉnh dậy, robot nói: "Xin lỗi cậu, Joy Boy." Lời xin lỗi đó là gì đây? Phải chăng robot hổ thẹn vì trong cuộc chiến 800 năm trước nó đã không thể giúp cậu bé cười giành chiến thắng? Oh my god! Tóm cái váy lại, ngay trong chương sau, chúng ta sẽ thấy robot tham chiến hỗ trợ Luffy. Sức mạnh của vũ khí này sắp được thể hiện rõ rồi. Nhận xét một tí nha, trước 1111 đã mở ra một cái bức tranh hoàn toàn mới. Nó đã làm thay đổi suy nghĩ của mình về viễn cảnh tương lai. Bởi vì ngụ lão của Haki Bá Vương thì nó là câu chuyện ối rồi ôi, điên rồi. Anh em nhìn ông Zoro này, chỉ nhờ Haki Bá Vương mà rồi trở nên khác biệt hẳn luôn nhá. Mình không dám nói là anh ta mạnh hơn sạn, nhưng mà chỉ nhìn vào cái bá khí thôi. Chúng ta đã thấy được một tương lai rộng mở đang chờ đợi đầu rêu rồi bởi vì haki bá vương nó vốn dĩ đã mạnh mà nó còn có thể thăng lên nhiều mức độ khác nhau ví dụ như bọc vào đòn đánh này giống như tóc đỏ là có cái chiêu tấn công bằng xét từ rất xa thậm chí quyển 4 tỷ trong one piece film red có tiết lộ xanh có haki đặc biệt nó được gọi là sát haki Thứ hai được wiki fandom liệt vào nhóm biến thể sắc màu chinh phục. Mình không rõ lý do người viết xếp vào mục đó. Tuy nhiên, khả năng người ta có một luận cứ để dựa vào. Mình không khẳng định nhưng sẽ tạm tin. Vậy thì rõ ràng, Haki Bà Vương nó vẽ ra cả một tương lai phát triển cho một nhân vật. Zoro là minh chứng đấy. Với trường hợp của ngũ lão, nếu họ có bá khí, thế thì họ khả năng cũng bọc được vào đòn đánh, thậm chí có biến thể đặc biệt, cộng thêm năng lực ác quỷ ảo ma nữa, rõ ràng họ quá mạnh, và giờ có dùng uế thổ truyền sinh, mời mấy huyền thoại về đánh, cũng chưa chắc lật nổi chính phủ thế giới. Ô đã đặt ra cái bài toán khó cỡ đấy, thì anh em nghĩ xem, cuộc chiến cuối nó điên rồ đến nhường nào đây? Chắc này đọc xong quá đã luôn anh em ạ. À. Anh em thấy sao? Comment bên dưới nhé. Trên đây là thông tin nhanh One Piece chapter 1111. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.